Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Hoàng Kim sẽ một buổi chiều của Hoàng Kim ha. Hiện tại thì mình không còn trồng bí nhiều, số lượng nhiều nữa các bạn. Quá mệt mỏi. Tại vì sao nó lại mệt mỏi? Vì trồng thì nó cũng tương đối là ổn định các bạn, nhưng mà mệt ở đây các bạn. Thì lúc được giá, lúc được mùa nên là mình không đam mê với nông nghiệp nhiều lắm. Thì hiện tại thì mình đang kinh doanh nho nhỏ thôi các bạn. Kinh doanh nho nhỏ thì một buổi chiều của mình đó các bạn thì cũng bình yên thôi đó. Mình buổi chiều nè, mình với bà của mình ha. Thì bà của mình thì hái rau đi bán vào buổi sáng, còn mình thì sẽ phụ bà làm cái vườn bí và làm cái vườn rau. Nhưng mà vườn bí các bạn, làm vườn rau trong đó có tất cả loại rau. Hiện tại thì mình đang có rau, đó là thứ nhất đó là rau muống nè, đó thứ hai là rau dền dền nè, thứ ba là mồng tơi nè, thứ tư là cải nè, thứ năm là hành nè, thứ sáu là ngò nè, quế nè, rồi bồ ngót nè. Đó, những cái rau nó rất là thông dụng dân dã của hàng ngày đó. Vì cái việc trồng nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Thì nhà mình cũng vườn cũng rất là rộng, nói chung là vườn rất là rộng. Thì hiện tại thì một bên mình trồng chuối và một bên còn lại thì mình đang cố gắng làm sao mà để cho nó trồng rau tốt, và mình đang tưới nước hàng ngày vào mỗi buổi chiều như thế này đó. Thì công việc thì cũng bình thường, mỗi ngày thì cứ tưới nước. Ngày hôm nào thì nếu mà có trồng rau thì phải đồng xới đất lên và trồng rau, như vậy nó sẽ tốt. Đây là những tưới nước, đâu đó chắc cũng phải mất một buổi chiều nếu mà tưới nước thì mất cũng gần cả tiếng đồng hồ các bạn. Tưới nước như thế này thì cũng gần cả tiếng đồng hồ một buổi chiều đó tưới. Và có một điều lưu ý cho các bạn nha, nếu mà các bạn nào trồng rau rồi, nếu mà các bạn trồng công nghiệp ấy, thì mình các bạn sẽ tưới phun sương hay là cái gì đó rất ok, nhưng mà mình tưới bằng tay đó. Nên là có những loại rau nó lớn rồi các bạn, tại vì khi mà tưới bằng tay các bạn tưới mà phun lên đó thì nó lớn rồi, nó sẽ gây ngã rau đi. Thì mình sẽ xả như thế này nè các bạn, đó mình sẽ cầm tới và những đoạn vị trí nào mình sẽ xả cho nước nó ngập ở dưới, rồi rau nó vẫn sẽ sinh trưởng và nó không ngã dưới đất đó. Như thế các bạn chờ ha, trong quá trình chờ đợi chắc là cái gì đó hạnh phúc ha. Đó, một buổi chiều như vậy đó. Bên này là rau muống thì đã được cắt một lần rồi, bây giờ là cắt lần hai các bạn. Bây giờ tưới nước và bón phân thôi. Thì hầu như thì mình chỉ bón phân đó là đạm á, bổ sung thêm đạm thôi, phân trắng các bạn, đạm trắng, đạm Phú Mỹ các bạn. Nếu mà các bạn đã biết thì sẽ sử dụng loại đó. Tại vì thứ nhất là nó dễ tan, và thứ hai là nó bén rễ ha, nó hút rất là nhanh, và mình bón thì cũng không nhiều lắm đâu. Chắc mà cả vườn này chắc chưa được nắm ha, chưa được một nắm tay luôn các bạn. Bón mỗi lần á, bón rất là ít. Đa số là mình chuẩn bị đất vào cái lúc ban đầu các bạn ha. Mình sẽ chuẩn bị như thế nào thì mình sẽ xới lên và để trong vòng 4-5 ngày như vậy, 4 ngày chứ chắc là khoảng 4 ngày đến tuần đó. Cái vùng trước mặt mình đó các bạn thấy không ạ, có cái cuốc đó mình đã xới và bón bông bò dưới rồi, nhưng mà vẫn chưa trồng các bạn. Tại vì để hôm nay sẽ trồng này, hôm nay mình sẽ trồng ha. Thì để như vậy để làm gì, để cho đất nó oi mục nè, phân nó tan ra ha. Và cái thứ hai là mình sẽ sử dụng phân bò là chính, phân bò nó hút vào cây là chính ha. Thì khi mà lượng phân bò như vậy nó xuống thì đất nó sẽ rất là tốt. Và cái thứ hai là dưỡng chất nó lên, nó có dưỡng chất cho cây nhiều hơn, tại vì cây nó chuyển hóa ha. Nhưng mà phân bò thì chuyển hóa sẽ lâu hơn, nên là vào cái ngày tuần thứ hai các bạn, khoảng vào tầm 10 ngày ha. Khoảng tầm 10 ngày thì mình sẽ tiến hành là bón phân cho cây sinh trưởng một lần nữa đó như vậy đó. Rồi thì video cũng rất là dài, nói chung thì video nó cũng đã bút mấy rồi. Thì hôm sau ha, ngày mai mình sẽ ra một video, đó là hướng dẫn các bạn lên gieo mầm ha, trồng cho một số cái cây như thế nào. Ở mình thì trồng rất là đơn giản, mà trồng đơn giản ha. Và hôm sau sẽ cho các bạn coi ha, coi cái cách mà bà mình đi cắt rau nè, rồi bó rau như thế nào. Bó rau làm nghệ thuật nha. Trước đây hồi giờ mình nghĩ là
bán rau rất là đơn giản, các bạn cắt thành bó, xong bó được các bạn đem ra ngoài các bạn bán, rất là đơn giản luôn. Nhưng mà khi mà về thấy bà làm đó thì mình mới thấy là mình phức tạp, thật là sự phức tạp đó, mình thấy rất là phức tạp đó các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu của bạn để xem video của Hoàng Kim. Thì Hoàng Kim cũng rất là cảm ơn trong tất cả các bạn đã đăng ký kênh và thích video, để kênh của Hoàng Kim được nhân rộng ra, được nhiều người biết đến. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả mọi người và một lần nữa ha. Rồi, xin chào.